Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hello Shop. Đêm vừa qua thì Apple đã cho ra mắt sự kiện Unleashed với những sản phẩm tiêu biểu như là MacBook Pro mới, AirPods 3 cũng như là con chip Apple M1X và M1 Pro. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu xem là những sản phẩm này nó có gì đặc biệt để chúng ta có thể mong chờ trong thời gian sắp tới nha. Đúng như những tin đồn rò rỉ trước đó thì chiếc MacBook xuất hiện ở trong sự kiện lần này chính là MacBook Pro 14 inch và MacBook Pro 16 inch. Cả hai chiếc máy đều được trang bị con chip mới nhất của Apple là M1 Pro và M1 Max. Lần này chúng ta sẽ có kích thước lớn hơn một chút khi mà bản MacBook Pro 14 inch chính xác thì nó sẽ có kích thước là 14.2 inch với 5,9 triệu điểm ảnh và bản 16 inch nó sẽ có kích thước là 16.2 inch với 7.7 triệu điểm ảnh. Màn hình Liquid Retina XDR sử dụng công nghệ Mini LED cho ra độ sáng tối đa là 1600 nits, tiêu điểm là màn ProMotion 120Hz. Có một điểm khá là lạ ở chiếc MacBook lần này đó chính là tai thỏ đã xuất hiện ở trên MacBook, đồng thời thì viền của màn hình nó cũng mỏng hơn và không có logo MacBook Pro ở cạnh dưới màn hình nữa. Cả hai chiếc MacBook này đều được trang bị chip M1 Pro và M1 Max mới nhất của Apple với các phiên bản tùy chọn khác nhau. Một điểm nữa đó chính là được trang bị thêm SSD nhanh nhất hiện tại với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 7,4GB trên giây. Cuối cùng thì cái điều mình mong đợi nhất ở trên MacBook Pro đó là thanh Touch Bar cảm ứng đã bị loại bỏ và được thay thế bằng dãy phím vật lý truyền thống. MacBook Pro mới lần này sẽ có tổng cộng 7 cổng kết nối với 2 cổng Thunderbolt 4.1, jack tai nghe 3.5 và một cổng sạc MagSafe ở cạnh trái, một cổng HDMI, một cổng Thunderbolt 4 và đầu đọc thẻ SD ở cạnh phải. Một điểm mình thích ở chiếc MacBook Pro lần này đó là tính năng sạc MagSafe đã quay trở lại giống với các mẫu MacBook Pro cũ mà mình đã từng xài trước đó. Thế nhưng mà tốc độ sạc nó sẽ nhanh hơn và củ sạc cũng được thiết kế lại. Người dùng chúng ta vẫn có thể sạc bằng cổng Thunderbolt 4 như trước đây bên cạnh cổng sạc MagSafe này. Thời lượng pin lâu hơn trên cả hai phiên bản MacBook Pro với 17 giờ đối với bản 14 inch và 21 giờ đối với bản 16 inch. Webcam được trang bị ở trên hai chiếc MacBook này nó cũng sẽ có độ phân giải là 1080p giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi video call hơn, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta cần phải làm việc, học tập online tại nhà. Dàn micro và loa cũng được nâng cấp, các củ loa tuner lớn hơn gần như là gấp đôi để tăng khả năng tái tạo âm thanh. Các phiên bản tiêu chuẩn cấu hình thấp nhất sẽ bắt đầu ở 16GB và 512GB dung lượng bộ nhớ. MacBook Pro 14 inch sẽ có giá khởi điểm là $1,999 và MacBook Pro 16 inch là $2,499. Ok, sau nhiều năm đồn đoán thì cuối cùng chiếc Apple AirPods 3 đã được công bố với chúng ta với một loạt nâng cấp mới cạnh tranh vị trí chiếc tai nghe không dây tốt nhất trên thế giới. AirPods 3 sẽ bao gồm các tính năng như sau: thiết kế phần thân ngắn hơn, gần giống với chiếc AirPods Pro nhưng mà không có nút eTip nhét tai. Chiếc tai nghe này cũng được trang bị thêm một bộ phận cảm ứng lực Force Touch ở trên phần chân tai nghe. Người dùng sẽ ra lệnh cho AirPods 3 thực hiện các tác vụ mong muốn chỉ bằng một cách chạm nhẹ vào Force Touch thay vì gõ trực tiếp lên housing như là thế hệ AirPods đời đầu hay là AirPods 2. Khả năng chống mồ hôi và chống nước đạt chuẩn IPX4 giúp cho chúng ta, người trải nghiệm AirPods 3 thoải mái nghe nhạc trong lúc tập thể dục thể thao mà không lo về vấn đề mồ hôi hay là trời mưa ảnh hưởng đến tai nghe. Dường như năm nay thì Apple khá ưu ái cái hiệu ứng âm thanh 3D Spatial Audio khi mà họ đã trang bị cho hầu hết các sản phẩm của họ hiệu ứng âm thanh này. 3D Spatial Audio sẽ làm cho âm thanh trở nên đắm chìm hơn, như thể là âm thanh đang đến với chúng ta từ mọi góc độ vậy. AirPods 3 cũng tăng cường khả năng tái tạo giọng nói khi thực hiện các tác vụ nghe gọi để trải nghiệm đàm thoại tốt hơn. Adaptive EQ sẽ xuất hiện ở trên AirPods 3, tiến hành điều chỉnh âm thanh cho phù hợp với ống tai của từng người nhằm đem lại trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời nhất. Công nghệ này đã từng xuất hiện ở trên AirPods Pro rồi và nhận được rất là nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Một tin vui đó chính là AirPods 3 có hỗ trợ sạc MagSafe. Bạn sẽ có 6 giờ sử dụng từ tai nghe và 5 phút sạc để có 1 giờ nghe. Với hộp đựng sạc hiện đã đi kèm với chuẩn MagSafe này rồi. AirPods 3 đi kèm với một cải tiến đáng kể về thời lượng pin khi mà nó có thể sử dụng lên đến 30 giờ, trong khi AirPods 2 thì cung cấp tổng cộng chỉ có 24 giờ phát lại, tức là khoảng 4 giờ từ tai nghe và 20 giờ nữa từ hộp sạc. Phiên bản tai nghe AirPods thế hệ thứ 3 này có giá khởi điểm là $179. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với hai con chip được Apple giới thiệu là mạnh nhất ở trên thị trường hiện nay. Ở Apple M1 Pro, chúng ta sẽ có 10 lõi CPU và 16 lõi GPU. So với M1 thì nó chỉ có 8 lõi CPU và 8 lõi GPU mà thôi. Dễ dàng nhận thấy rằng hiệu suất đồ họa của M1 Pro nhanh hơn 2 lần và hiệu suất CPU nhanh hơn 70% so với Apple M1. Hỗ trợ nhiều RAM hơn, với tùy chọn cấu hình lên đến 32GB, bộ nhớ vẫn được tích hợp trực tiếp vào chip.
cung cấp cho chúng ta 200GB trên dây băng thông bộ nhớ, gần gấp 3 lần so với chip M1. Con chip M1 Pro được thiết kế để mang lại hiệu suất cao hơn trong khi sử dụng ít năng lượng hơn tới 70% so với máy laptop Windows sử dụng chip Intel. Apple M1 Pro có hỗ trợ ProRes để mã hóa video. Về con chip Apple M1 Max, chúng ta sẽ có CPU 10 lõi, nhưng GPU sẽ là 32 lõi, gấp đôi M1 Pro và gấp 4 lần M1. Có nghĩa là chúng ta có thể xử lý video nhanh hơn rất là nhiều so với những chiếc MacBook dùng con chip M1. Apple M1 Max cũng là con chip hỗ trợ nhiều bộ nhớ RAM nhất ở trên dòng MacBook hiện tại, lên đến 64GB, băng thông bộ nhớ lên đến 400GB trên dây, gấp đôi chip M1 Pro. Đây cũng là con chip lớn nhất từng được sản xuất với 57 tỷ bóng bán dẫn. Apple M1 Max sử dụng ít điện năng hơn tới 40%, ngay cả khi mà chúng ta so sánh M1 Max với chiếc MacBook mạnh nhất của hãng thì M1 Max sử dụng ít điện hơn 100W. Cuối cùng là con chip này cũng có hỗ trợ ProRes để mã hóa video. Và đó là những thông tin về những sản phẩm tiêu biểu đã xuất hiện ở trong sự kiện Unleashed đêm qua của Apple. Các bạn có suy nghĩ gì về những sản phẩm này? Cho mình biết ý kiến ở bên dưới phần bình luận nha. Đừng quên nhấn like cũng như là đăng ký kênh Hello Shop để luôn nhận được những video hay ho về game lẫn công nghệ. Mình là Ngân, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye!